Rồi, mình xin chào tất cả anh em nha. Đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay là cái đợt cá đầu tiên mà mình lên trên kênh Beta Nhà Nông ha. Đó thì mấy bạn xem được cá nào thì mấy bạn ủng hộ mình ha. Rồi, thì mình sẽ vô bé đầu tiên. Đây là một bé Nemo Galaxy ha mọi người. Một con Nemo Galaxy nha. Đó. Bé này sẽ là 100 cành nha, 100k. Một bé Nemo Galaxy ha. Đó. Thì anh em thấy con nào được đó, được với mình đó thì mình chốt con đó nha anh em. Con này là con A1, mã số 1. Một con Nemo Galaxy ha. Đó. Con này á thì nó có nhiều màu lắm. Cam nè, đỏ nè, đen nè, xanh nè. Đó. Thì những con này á mình quay hơi lâu một xíu cho anh em xem cho nó rõ ha. Đó. Con này 100 cành thì với giá này á thì màu sắc như thế này là quá ok nha anh em. Mình đứng kế lộ hơi ồn ha anh em thông cảm. Đó. Quay xa xa cho anh em thấy cái bộ phơm nó luôn nè. Và đây là bé cá thứ hai ha. Bé này cũng là một bé Nemo Galaxy ha. Nemo Galaxy. Thì bé này á, dòng Nemo thì nó tầm 3-4 màu á anh em. Màu đỏ, màu cam nè. Nemo á là thì cái màu cam á sẽ là chủ đạo ha. Vì cái dòng Nemo là màu cam. Đó, dành cho những anh em nào mà mình mới tập chơi chưa biết luôn ha. Đó, cam. Có xen chẵn màu xanh nè, màu đỏ nè. Con này thì là 120 ha. Đó. Đó, rất là mềm với học sinh cho anh em chơi luôn ha. Đó, con bé này là 120. Đây là ánh sáng tự nhiên luôn nha anh em. Không có đèn, không có gì hết nha. Ánh sáng tự nhiên cho xem cá như thế nào là nó về như thứ đó nha. Đó, thì nói chung là mình sẽ bao cá sống đến tay người nhận luôn ha. Nếu mà mình nhận á, mình khui ra mình nhớ quay video nha anh em. Để cá có bị hao hụt năng sức gì đó thì mình gửi video, gửi mình là mình ship cho con khác cho ha. Đó, mình bao cái vấn đề cá sống cho anh em nên là anh em yên tâm ha. Đó, bé này thì cũng là một bé Nemo Galaxy ha. Rồi thì nãy giờ cũng là hai con Nemo rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ qua tới dòng Red Galaxy nha anh em. Con này á thì là một con Red Galaxy ha. Đó, đỏ, đen và xanh. Con này size tầm 3,5 cm hơn nha anh em, hoặc 4 cm, gần 4 cm. Nó tính đuôi luôn chắc cỡ 4,5 cm á. Đó, thì bé này mình là có một cái bộ phơm cũng tương đối ha. Đó, dành cho anh em nào mà mình khoái chơi màu hoặc chơi phơm. Con này phơm thì ổn nha, ổn áp. Mình đứng kế lộ cho nên là hơi ồn, cho nên là anh em thông cảm giùm mình ha. Đó, tùy theo anh em mà thích bé nào thì mình lấy bé đó thôi ha. Đó, chứ mình cũng con này nó lên tay bơi nhẹ nè. Tay bơi bên đây thì là màu đỏ nè, còn tay bơi bên kia thì lên màu xanh đó nè. Dòng Red Galaxy ha. Đó, thì anh em chơi khoái chơi lần nào á, hoặc là nhìn con cá mình đánh tự đánh giá cũng được anh em. Khoái con nào thì mình lấy con đó thôi ha. Đó, con này firm ok. Đúng. Rồi, bé tiếp theo ha, cũng là một bé Red Galaxy. À thì con này á, nó cũng giống như con nãy á, mới nãy đó. Đó thì con này có chấm Galaxy cũng tương đối nè ha. Đó thì thông báo với anh em luôn là cái video đầu tiên cho nên là mình sẽ khuyến mãi cho anh em ha. Nếu mà anh em đặt cá trong cái video đầu tiên này á, mình sẽ được free ship nha anh em. Đó thì free trong một cái video đầu tiên này thôi ha. Đó thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em cái phần ship, tại vì mình cũng mới lên cái video đầu tiên thôi, cho nên là mong mọi người ủng hộ. Thì cá mọi người nhìn thì mọi người biết ha, nó sẽ như thế nào. Cá này thì với cái giá đó thì là cũng tương đối rồi, quá ok rồi, giá sinh viên học sinh thôi. Đó, mình sẽ quay xa xa cho mọi người xem luôn, nó cho cái bộ phơm đó, để quay gần á nhiều khi mọi người không thích nhìn bộ phơm nó là lầm ha. Đó, quay xa ra cho mọi người xem rõ luôn ha. Rồi, và đây là một bé cuối cùng ha. Đó thì hôm nay mình chỉ lên 5 con thôi. Đó, đây là một bé Candy Nemo nha mọi người. Đó, con này nhìn nó cái bộ phơm đã lắm nha.
Đó thì à quên, thì video thì mình không có lên máy ha. Anh em nào mà cần máy thì cứ nhắn cho mình. Nếu mà thêm máy về ép đẻ chơi thì nhắn cho mình ha. Thì mình sẽ gửi máy cho anh em xem và mình chốt ha. Đó, con này là một con Candy Nemo ha mọi người. Đó. Candy ha, thì nó có cái màu tím đó, tím candy đó. Con này thì có 3-4 màu lắm, 4-5 màu lắm. Xanh, đỏ, rồi tím, đen, rồi ôi, búa xua hết trơn. Đó, thì nói chung là 5 con đó, anh em thích con nào thì mình lấy con đó nha. Đặc biệt là miễn phí ship nha anh em, cái video đầu tiên ha. Miễn phí ship cho tất cả anh em ha. Thích con nào thì mình lấy con đó nha. Con này thì sẽ là một con Candy Nemo. Đó, quay xa xa cho anh em thấy nữa nè. Đó, bộ form rất là đã luôn. Rồi, tùy theo anh em chọn ha. Rồi, mình cảm ơn anh em đã xem video ha. Những video sau thì mình sẽ lên cá nhiều hơn xíu.